toàn thao trường chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các vị trí đồng loạt khai hỏa, tiêu diệt mục tiêu địch. Tính bí mật bất ngờ trong cơ động chiếm lĩnh trận địa, hiệp đồng lấy phần tử chính xác khi bộ đội ngắm bắn là những yếu tố quan trọng quyết định tới thành bại của trận chiến. Đơn vị chúng tôi là đã chỉ thị mục tiêu cho chiến sĩ giữ súng hỏa lực để anh em trong đơn vị là nắm chắc được mục tiêu của mình cần bắn và đặc biệt là cự ly bắn để tiêu diệt mục tiêu ngay từ viên đạn đầu. Thông tin là tai mắt của người chỉ huy. Đặc biệt trong chiến tranh hiện đại, hệ thống thông tin luôn là một trong những trọng điểm bị đánh phá trước tiên. Do vậy, một yếu tố quan trọng nữa được rút ra sau thực tế diễn tập là vấn đề đảm bảo bằng mọi giá thông tin liên lạc. Bảo đảm công tác an toàn đến tất cả các vị trí, từ sở chỉ huy của sư đoàn đến sở chỉ huy của trung đoàn, đến vị trí chỉ huy của tiểu đoàn, đến các trận địa hỏa lực, bảo đảm cho chỉ huy sư đoàn chỉ đạo bắn đạn thật, bảo đảm an toàn. Diễn tập phải sát với thực tế chiến đấu ngay từ quá trình chuyển trạng thái đến vượt sông, chủ động ứng phó với các tình huống địch tấn công bất ngờ. Đây là yêu cầu mới của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu Sư đoàn 346 thực hiện trong diễn tập năm nay. Hành quân mang vác nặng dài ngày với quãng đường dài hàng trăm km. Đó là thử thách không nhỏ cả về ý chí và khả năng chịu đựng của bộ đội, nhất là trong điều kiện đêm tối. Do vậy, sự động viên khích lệ tinh thần bộ đội luôn được coi trọng. Chúng tôi hành quân đường dài, vượt sông nên gặp rất nhiều khó khăn, như mưa, nắng, gió và côn trùng, rồi thì rắn rết. Nhưng được sự chỉ đạo, quán triệt, giáo dục, chỉ huy các cấp, nên tôi cùng đồng đội đã nêu cao quyết tâm. Kết thúc diễn tập, 100% mục tiêu đã bị tiêu diệt. Đây là kết quả từ việc làm tốt công tác chuẩn bị từ nhiều tháng trước đó của Sư đoàn 346. Từ lúc sang xây dựng sở chỉ huy đến trinh sát thực địa và kết thúc bắn đến lúc hành quân về đến nhà là chỉ có 26 ngày đêm. Thế sư đoàn đã phát động cái phong trào này. Thứ hai là phải tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các bộ phận tham gia diễn tập. Từ việc bố trí mục tiêu quân tranh, tạo giả đến các đơn vị trong toàn sư đoàn. Hợp đồng giữa các trung đội trong đại đội, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đại đội trong tiểu đoàn. Thông qua diễn tập, hạn chế được bộc lộ, ưu điểm được phát huy. Đây chính là những kinh nghiệm quý để Sư đoàn 346 vận dụng vào tổ chức huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội.